Càng về cuối năm, các mặt hàng thực phẩm lại được sản xuất với số lượng nhiều hơn, mẫu mã cũng đa dạng và phong phú hơn, tiềm ẩn những nguy cơ cạnh tranh thị trường dẫn đến chất lượng sản phẩm cũng bị thay đổi, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng. Mới đây, đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã mở đợt ra quân kiểm tra toàn bộ các cơ sở sản xuất thực phẩm giò chả trên địa bàn nhằm phát hiện chấn chỉnh những biểu hiện vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngay từ sáng sớm, theo chân tổ kiểm tra, chúng tôi đã đến được một số cơ sở sản xuất chả trên địa bàn quận Thanh Khê. Bằng mắt thường thì sẽ dễ dàng thấy được những vi phạm khi nhân viên trực tiếp sản xuất không đeo bao tay, không có mũ đội chuyên dụng. Nơi để thực phẩm thì bụi bẩn gần với rãnh thoát nước, ống cống không được che đậy. Đối với chất phụ gia được dùng trong thực phẩm, chủ cơ sở này cũng hoàn toàn tin tưởng vào người bán nên xuất xứ và chất lượng cũng dựa trên niềm tin. Cái màu đó là tự về cái người mà họ làm họ chở cho mình họ mua tới chừng là họ còn có giá an toàn đoạn còn thì con tin tưởng đó con mua. Chứ còn nếu mà không thì con họ có nơi có chỗ con mua, nhưng mà đây là cái người mà bảo đồ màu này cũng lao rồi, rất chi là lao rồi mà giờ trời hầm có nhưng mà chưa đem lên tại vì mới tận xong. Do số lượng đơn hàng dịp cuối năm ngày một lớn nên vẫn tồn tại các cơ sở sản xuất thực phẩm còn lơ là trong việc đảm bảo vệ sinh khu vực sản xuất hay nơi bảo quản thực phẩm. Đáng nói hơn, có một vài cơ sở vẫn sử dụng chất phụ gia không có nhãn mác nguồn gốc hay đảm bảo về chất lượng. Từ đầu tháng 12 đến nay, Công an quận Thanh Khê đã tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất chả trên địa bàn và phát hiện lập biên bản 5 cơ sở có những tồn tại nêu trên, đồng thời tuyên truyền để các chủ cơ sở sản xuất nâng cao ý thức bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Thêm một lỗi phổ biến nữa là rác thải sinh hoạt và rác thải sản xuất sẽ được thải chung và không có cái đường cống thoát nước riêng. Như vậy là cái khu vực sản xuất nó không đảm bảo vệ sinh. Thì đồng thời là một số cái cơ sở sản xuất là có sử dụng những cái chất phụ gia là không được chứa trong những cái chai lọ là không nhãn mác, chưa rõ ràng. Và định kỳ thì cảnh sát kinh tế lại tiếp tục xuống kiểm tra và nhắc nhở là và yêu cầu các cái chủ cơ sở sản xuất lại cam kết để mà sản xuất là đúng quy định của pháp luật. Quận Thanh Khê hiện có hơn 20 cơ sở sản xuất kinh doanh chả các loại nằm ngay trong khu dân cư. Thời gian tới, công an quận sẽ tăng cường công tác kiểm tra, tái kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm, góp phần bảo vệ sức khỏe cho người dân thành phố vui xuân, đón Tết được an toàn.